Hãy bắt đầu đơn giản nhé. Làm cho mình khoai tây chiên đi. Ôi, quá là dễ. Ôi, bà sẽ làm được. Ôi, mình cũng sẽ học được cách nấu ăn. Trong khi mọi người gọt khoai tây, mình muốn làm nóng dầu, nhưng tiện không bao giờ là quá nhiều. Nào, dầu gần như sôi hết rồi. Đến lúc phải đổ những lát khoai tây chiên vào thôi. Không, dừng lại. Ui, nó bắn quá, nóng quá, kêu kêu kêu. Ôi, cháu đang làm gì vậy? Bà suy tìm bị bỏng đây này. Ôi, dầu phải đổ hết sức cẩn thận. Sau đó, khoai tây chiên sẽ chiên đều. Ôi, không có gì khó khăn đâu. Khoai tây đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần thêm một ít nước sốt thôi. Khoai tây chiên? Mình nghĩ đó là khoai tây bình thường mà. Đây, của mình mới là khoai tây thực sự. Nhưng đó chưa phải tất cả. Bây giờ mình sẽ làm món ngon từ khoai tây bình thường. Mình sẽ làm một món thực sự ngon. Mình cần thịt hun khói, nước sốt. Và tất nhiên là hương thảo thật là thơm. Thơm quá, thơm quá. Chính xác, mình vẫn chưa mất tất cả mà. Tại sao không sử dụng kẹo dẻo khoai tây chứ? Nói rằng nếu nhúng nó vào siro dâu tây, nó sẽ còn ngon hơn. Wow, mình sẽ bắt đầu từ món ngon khoai tây ở giữa nhé. Bà ơi, cái này hay ngon quá. Ôi, eo ơi, mình không thích những cái cơ hương thảo này. Xin lỗi nha đầu bếp, nhưng mà mình không thích nó. Nhưng mà mình rất đánh giá cao ý tưởng khoai tây kẹo dẻo. Anh ơi, ngon lắm. Bây giờ mình không biết chọn ai là người chiến thắng. Chắc là bà ngoại thôi. Ôi, hoàn hồ. Lần này nhiệm vụ khó khăn hơn một chút. Các bạn sẽ cần phải làm sushi nhé. Sẽ được thực hiện. Công thức tốt nhất. Sushi. Vâng, là không biết là sushi là gì. Ôi, bây giờ bà sẽ làm món sushi chưa bao giờ mơ tới. Sushi thông thường nhàm chán. Còn điều nữa, sushi từ loại đồ ngọt khác nhau thì lại rất là tuyệt vời. Ôi, thay vì kem chua sẽ có kem đánh bông ở bên trong. Và tất nhiên là mắt kẹo dẻo và cả kẹo dẻo có bông nữa. Đẹp thật đấy. Và tất nhiên không thể nào mà quên được syrup sô-cô-la. Ôi, ý tưởng hay đây. Món sushi của mình cũng sẵn sàng sớm thôi. Điều chính là phải làm theo đầu bếp cẩn thận. Đến bây giờ vẫn chưa có gì phức tạp. Không có gì phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ xem ai sẽ có món sushi kinh tởm nhé. Ôi, thêm nước sốt bà cũng nói làm được. Cái này rất là đơn giản. Ôi, cái này là gọi là cái gì? Bơ. Ôi, điều chính là phải quay mọi thứ lên thật tốt. Ôi. Đấy, sushi hoàn hảo đã sẵn sàng. Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, bà không hiểu cái sushi của cháu là cái gì. Đến lúc phải cho thêm cá hồi lên trên rồi. Ôi, tuyệt lắm. Và cắt những cái khúc như thế này. Và không được quên cả nước sốt nữa. Cả hạt chứ gì. Thôi được rồi, sẽ được làm thôi. Sẵn sàng rồi. Mong là sẽ ngon. Oh wow. Ôi, chồng của mình không ngon lắm. Nhưng mà mình nghĩ ra có một ý tưởng tuyệt vời hơn rồi. Tại sao lại không làm sushi từ dưa chuột chứ? Như này vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe. Và rất là kinh. Tại sao? Dưa chuột rất là hoàn hảo cho món sushi. Chỉ cần bỏ thêm cơm vào thôi. Ôi, trông không ngon làm sao? Cái gì nữa? Chưa xong đâu. Đấy, hãy nhìn xem đẹp làm sao. Cái này là cái gì đây?
Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy thứ như thế này. Mình không muốn thử đâu, ghê quá. Ồ, sushi ngọt thì mình rất là muốn thử đây. Ồ, món này ngon thật đấy. Nhưng mà không no được. Chỉ còn lại người cuối cùng thôi. Ồ, đây là sushi thực sự đây rồi. Đầu bếp, cô đã thắng lần này nhá. Cảm ơn nhá, nhưng đó là rõ ràng rồi mà. Mình hy vọng mọi người có thể là một chiếc bánh waffle. Ồ, tớ phải nghe bắt đầu với bột. Nhưng mà mình sẽ không có vấn đề gì với nó đâu. Đến lúc phải thêm bột mì vào rồi. Ôi, cần phải ngoài nó lên một chút. Tuyệt lắm. Và bây giờ sẽ thêm bột này nữa nhá. Ôi, hình như bị rơi vào mũi rồi. Ôi, thế là hết rồi đấy. Không sao, thêm vào là được. Ồ, bột này mình cho nhiều quá. Nhưng mà chắc là như vậy là đủ. Bây giờ chỉ cần ngoài nó lên thật là kỹ thôi. Bây giờ bột này của tớ đã xong rồi. Cần phải cho vào trong như thế này. Đây là bánh waffle ngon nhất thế giới mà em gái mình đã ăn. Ôi, đúng rồi, bột này ngon quá. Và sẽ không có vỏ trứng ở trong đó đâu. Mong là nó sẽ ngon. Mọi người đều cho đường sao? Nhưng mà đường rất là có hại. Vì vậy, sẽ thêm bầu vào nhớ. Và không, mình sẽ làm bột từ nó luôn cơ. Ôi, chỉ cần nạo nó ra như thế này này. Sẵn sàng rồi đấy. Và bây giờ cho thêm trứng vào. Và tất nhiên là bột nữa. Bây giờ thì cần phải trộn hết tất cả mọi thứ lên. Và cho thêm cả ít hành vào nữa nhá. Ui, trông thật là ghê tởm. Nhưng mà loại bột như này hữu ích cho cơ thể hơn so với của các bạn. Bây giờ thì có thể đổ vào khuôn bánh quế rồi. Ôi, và đừng quên giữ thời gian để nó không bị cháy nhá. Ừ, thì như bạn nói đúng rồi đấy. Ôi trời ạ, mình quên mất không để ấy. Trời ạ, ôi, nóng quá. Nhưng không sao, tớ sẽ che giấu vỏ ngoài không dễ chịu của nó với kem tươi, quả mọng và siro sô-cô-la. Đấy, trông tuyệt vời lắm. Còn bà thì theo truyền thống sẽ đổ siro lên. Ôi, thêm một miếng bơ cũng sẽ không bao giờ là thừa đâu. Ôi, nhìn ngon quá. Còn mình sẽ trang trí những cái bánh waffle của mình với những thứ tốt cho sức khỏe, rau. Ôi, mình muốn thử lắm rồi. Mình sẽ thử với cái này nhá. Eo ơi, cái bánh quế này nó quá chín rồi. Mình không ăn nó đâu. Ồ, còn cái này là cái gì? Eo ơi, trời ạ, à, cái này như vị vương cỏ vậy, kinh quá. Còn cái này thì chắc chắn sẽ là ngon đây. Ôi, bà ơi, trời ạ, à, đây là những gì con muốn. Bà thắng vòng này nhá. Còn hồ, không có gì ngạc nhiên khi mình cố gắng rất nhiều. Cuối cùng, mình muốn một uống một cốc cà phê thật là ngon. Ok, sẽ được thực hiện. Ok, được thôi. Ôi, mình có ý nghĩ tưởng thật là tuyệt vời. Cà phê nóng quá chán. Ngay cả cà phê lạnh, tức là Frappuccino, đang mốt đây này. Mình sẽ ném thêm đá vào trong cái lọ đó. Sau đó, thêm siro sô-cô-la thật là ngon. Và tất nhiên, không được quên cả cà phê nữa nhá. Ôi, nó là đến từ Starbucks đấy nhá. Và một ly cốc tai với sô-cô-la Twix chắc chắn sẽ không thừa đâu. Tớ sẽ đánh nó lên một chút và sử dụng nó thay vì sữa. Còn bà thì sẽ làm cà phê cổ điển hơn một chút. Ôi, đây cà phê hòa tan.
Bà biết là cháu gái bà rất thích loại này. Đấy, cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ thêm này vào. Và ở trên mình sẽ cho kem đánh bông và một ít kẹo sô-cô-la. Còn lại cái cuối cùng này, bánh quy Oreo và thanh kẹo. Và tất nhiên là ống hút nữa. Ôi, thật là không chuyên nghiệp. Thôi được rồi, đến lượt mình pha cà phê. Với cả cái này, mình sẽ đo xem là bao nhiêu hạt. Đây là những gì mình cần. Bây giờ, nhờ cái máy xay cầm tay này, mình sẽ xay cái này ra. Hãy nhìn vào học hỏi đi. Và bây giờ, mình sẽ đổ đầy cà phê bằng nước sôi. Ôi, trời ạ, cà phê được làm như này thật sao? Được rồi, bây giờ mình sẽ đổ cà phê vào cốc. Còn sữa, mình cũng sẽ đánh bằng tay. Ôi, đừng quên các quy tắc. Đấy, xem nó đẹp làm sao. Ôi, mình sẽ bắt đầu từ cái này trước nhá. Bà ơi, cháu luôn biết cái cà phê này. Ôi, mình không thích nó chút nào. Ôi, nhìn cái này trông đẹp hơn rồi đấy. Ngon, nhưng mà hơi đắng. Còn lại một ứng cử viên cuối cùng. Ồ, wow, cái này thực sự là tuyệt vời. Anh ơi, anh thắng vòng này rồi nhá. Yeah, cuối cùng cũng thắng rồi. Cháu gái bà muốn gì đấy? Cháu muốn ăn kem. Ôi, mình biết một công thức, đó là kem chiên. Để có thể có kem đó đặc mong muốn, mình cần phải thái nhỏ nó từng miếng ra như thế này. À, cái này dễ thôi. Bà ơi, chúng ta cũng làm như vậy thôi. Nào nào, đập ra, đập ra, đập ra. Ôi, coi chừng chứ. Và đừng có ném tất cả mọi thứ như vậy. Ôi trời ạ, chuyện gì xảy ra khi làm việc với những người nghiệp dư? Không, cái này không tốt đâu. Mình sẽ làm nó theo công thức ban đầu. Cần phải đổ sữa với kem lên trên một mặt phẳng. Mình sẽ cắt những cái quả mọng này ra, cho vào. Và bây giờ thì sẽ có thể làm mọi thứ ra đúng. Đấy, trong khi nó đông vào rồi thì có thể lăn nó ra. Cái này mình cũng có thể làm ra. Lăn nó ra rất là đơn giản. Bây giờ sẽ cho hết tất cả vào cái cốc. Mình sẽ cho thêm cả kem đánh bông vào, trông rất ngon. Và tất nhiên là cả kẹo Skittles nữa, cái ống quế này nữa, và thêm cả bánh từ Oreo nhé. Bây giờ bà cũng sẽ làm những cái này ra. Bà sẽ cho cả thêm dâu tây nữa. Bà ơi, bà làm không đúng rồi. Cái này cháu cũng cần nhá. Và bây giờ thêm cả những cái con gấu nhỏ này nữa nhá. Và cho thêm cả dâu tây vào đây nữa. Và cả cái này nữa nhá. Ta-da! Ôi, thật là hoàn hảo. Ôi, một bài thuyết trình thật là tệ hại. Đây, Jane, nhìn vào học hỏi đi. Trang trí có thể với cả vỏ chanh như thế này này. Vị chua của chanh rất hợp với những vị ngọt của kem. Và từ những cái vỏ này có thể làm một cái này rất là đẹp luôn. Bây giờ cho thêm một ít đá để cái này có thể đông lạnh lâu hơn. Và sau đó mình sẽ phục vụ như trong nhà hàng sang trọng nhất. Giấy dùng đá khô và cho ít khói đặt ở dưới nắp như thế này này. Đẹp chưa? Wow, đầu bếp làm đẹp thật đấy. Trình bày đáng kinh ngạc. Vâng, kem của bà cũng trông rất là ấn tượng đấy chứ. Ôi, rất là nhiều thành phần trong cốc của chị. Nhưng em bé gái Gloria thích món kem nào nhất nhá? Chúng ta cùng xem nào. Mình muốn cái này. Wow, có dâu tây với kem, rất là ngon. Ồ, sung mờn gì đấy. Wow, đây là những gì mình muốn. Ôi, nhiều khói thế nhở, thổi hết đi nhá. Trời ạ, nó chua mà, chẳng ngon gì cả. Nhìn cái này trông lạ thật đấy. Vị thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì ngon.
Mình sẽ chọn cái này. Yeah, cái này của mình. Mình biết là em gái sẽ rất thích nó mà. Bà ơi, Gloria đói rồi kìa. Mình muốn ăn kẹo mút như thế này này, nhiều màu trên một cái gậy. Ôi, rất là đơn giản. Bà thường làm những cái này từ lâu lắm rồi. Bây giờ bà sẽ đun sôi caramel. Để làm điều này sẽ lấy ít đường nhá, thêm vào nước như thế này này và khuấy đều mọi thứ lên. Cậu cũng biết công thức sao đúng không em ma? Đổ lặp lại. Họ luôn chiến đấu như vậy, như này không có thức tạp gì đâu. Đường và nước đặt vào trong một hộp và trộn đảo lên tất cả là được đúng không? Cần phải kiểm tra nhiệt độ của caramel trước khi đổ vào khuôn, nếu không nó có thể bị nứt. Hoàn hảo. Bây giờ có thể phân phối nó vào trong khuôn như thế này này. Và thêm các màu sắc của cầu vồng vào nhé. Đấy, đúng rồi. Hãy nhìn vào hỏi đi nhé bà. Ôi, đúng rồi. Gloria muốn chiếc cây kéo mút đầy màu sắc. Còn mình cũng có thuốc nhuộm như thế này này. Bà ơi, bà khỏe thật đấy. Ôi, bà vẫn còn làm được nhiều thứ hơn. Ơi, bây giờ có thể đổ vào khuôn được rồi đấy. Mình sẽ cho các cái que vào trước khi các caramel đông lại. Nào, caramel đã đông cứng rồi. Bây giờ mình sẽ phải thu thập các cái kẹo này thôi. Oh, wow, bà đánh giá cao đấy chứ. Mình sẽ xoắn caramel thành bột mỏng. Và bây giờ xoắn nó thành một chiếc kẹo mút thật là lớn nhá. Đấy, như thế này này. Tuyệt lắm, làm rất là tốt luôn rồi đây này. Oh wow, ôi, có mùi gì đó cháy cháy. Trời ạ, đây là caramel của mình mà. Trời ạ, nó hỏng hết rồi. Ôi, trời ơi, tại sao chú lại làm như vậy? Mình phải làm gì bây giờ? Ôi, mình cũng có thể nặn được mà. Em mình có lọ rất là nhiều màu như thế này này. Mình sẽ làm những chiếc xúc xích như vậy và xoắn chúng thành một chiếc như Emma đã làm. Và mình cũng sẽ làm một cây kẹo mút cầu vồng. Đúng là không ăn được, nhưng mà rất là đẹp. Ồ, tất cả đang làm rất là tuyệt vời đấy chứ. Tất cả đã sẵn sàng. Cô sẽ chọn gì Gloria? Kẹo mút từ bà, phép màu đất từ chị gái, hay là kẹo từ đầu bếp? Mình muốn thử cái này. Trông cũng bình thường, có vị hơi kỳ lạ. Thử cái này nhá. Lạ thật đấy, nó có mùi như đất nặn vậy. Thôi được rồi, mình sẽ thử. Trời ạ, đây là đất nặn thật mà. Ai lại lòng hỏi cái đất của mình vậy? Ôi, đẹp quá. Ôi, rất là ngọt ngào và đẹp. Mình chọn cái này, chọn cái này. Hoàn hồ, đây là những gì mình nấu mà. Còn bây giờ, mình muốn ăn bim bim. Đúng rồi, đây là một món ăn rất là dễ làm. Chị của Jane, đầu bếp và bà đã bắt đầu làm việc hăng say rồi. Như thế này này. Đấy, bây giờ bà sẽ cắt khoai tây thành những hình tròn mỏng như thế này. Ê, của mình thì còn sao? Ôi, cắt như thế nào nhở? Có lẽ cái này sẽ được sao? Trời ơi, làm gì biết giờ nhở? À, đây rồi. Ôi, cái này thì lược của tớ. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, hãy nhìn xem những cái lát cắt đẹp như thế nào. Không, Jane, cái này mình mới có thể làm được. Hãy nhìn xem mình có cái máy như thế này. Đấy, có thể cắt ra như thế này, xoắn như thế này đấy. Cho hết tất cả lên trên một cây gậy và như thế này. Ôi, bà có thể làm như hồi xưa. Đấy, bà sẽ dán tất cả mọi thứ ở trong này, trong chảo. Cô ấy yêu cầu bim bim, không phải là khoai tây chiên. Bây giờ mình sẽ nấu các hình ấu xoắn ốc ở trong cái nồi chiên sau này nhé. Chiên kia sao? Mình có thể làm được như thế. Cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần trình bày thật là đẹp mắt với bột ớt và muối. Bà cũng đã làm xong rồi. Đấy, còn của tớ thì cho thêm thật là nhiều ketchup nhé.
Ôi, chỉ cần muối thôi. Đây cháu gái, ăn đi. Khoai tây chiên của bà có mùi rất là ngon. Bim bim của chị nhìn cũng tốt đấy chứ. Còn bim bim từ đầu bếp thì thật là tuyệt vời. Ôi, mình bắt đầu từ cái nào nhỉ? Ôi, cái gì đấy? Sao nhiều ketchup thế này? Chắc là Jane nấu rồi. Bạn ấy thích rất cà chua mà. Không sao, ăn cũng được. Còn đây là cái gì? Khoai tây chiên sao? Trời ạ, không là những gì mình muốn. Wow, coi cái này đẹp thật đấy. Thật là tuyệt vời. Trời ạ, ngon quá, mình chọn cái này. Yeah, mình thắng rồi. Mình muốn ăn bánh gừng này. Rất ngon và ngọt. Nào, bắt đầu thôi. Ôi, cái này quá dễ dàng với mình rồi. Ừ, mình có thể làm được. Nào, cái này có, cái này có. Ông ơi, nhìn này. Cái gì? Đã sẵn sàng rồi sao? Nào, bắt đầu với cái gì bây giờ nhỉ? Nào, hãy bắt đầu với những chiếc bánh quy gừng ngon nhất nhé. Cần mật ong. Mình sẽ hâm nóng nó lên. Như này tốt hơn rồi đấy. Tất nhiên là ở đây cần đường và quế nữa chứ. Để nó rất là ngon. Mình sẽ cho mọi thứ vào trong cái này và trộn đều nó lên. Và nhận được một cái bột đáng yêu cho bánh gừng. Ôi, hãy nhìn mà xem. Bây giờ cần tắt đi. Thêm một ít nữa thôi. Và tất nhiên là cả dầu nữa. Bây giờ thì chắc chắn sẽ được thôi. Ok. Và tất nhiên là cần cho trứng vào nhá. Bây giờ vứt bỏ đi cái vỏ này đi. Và mình sẽ cho bột vào trong. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả mọi thứ lên. Đấy, cái này sẽ là món rất tuyệt vời. Mọi người còn đang làm gì vậy? Tò mò phết đi chứ. Ôi, kiệt tác đấy. Còn mình cần máy trộn thôi. Ôi, trời ạ, người mình đầy bột mì rồi. Tại sao lại nó như vậy chứ? Cần phải cẩn thận hơn. Mình sẽ lấy tấm ván và giấy. Và với sự giúp đỡ của nó, mình sẽ lăn bột ra. Bột sẽ rất là tuyệt vời. Như thế này. Bây giờ mình cần lăn cái này ra thật là phẳng. Mình sẽ cho một miếng lên trên nữa. Và bây giờ mình sẽ lăn nó ra. Làm như thế này để cho nó không bị dính vào nhá. Đấy, bây giờ mình có một cái miếng rất là to rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái khuôn này nhá. Và cắt nó ra. Mình sẽ làm vài cái liền. Để cho bạn ấy thật là cảm thấy tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ nướng nó lên. Cho nó vào trong khay như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào trong lò nhá. Đi đây. Nào, cái này đã được hâm nóng trước rồi. Tuyệt vời lắm. Bây giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi nào. Mình sẵn sàng rồi. Còn của ông thì sao? Ôi, bột vẫn như vậy. Tuyệt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo làm gì? Chính xác, ông sẽ lấy những công cụ này. Chúng sẽ rất có ích. Và ông sẽ lấy cả bút dạ nữa. Đúng rồi, đấy. Ôi, sặc thế. Thật là xui xẻo làm sao. Ủa thân ông. Nếu mà thổi thì sẽ tốt hơn nhiều. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ nó cần để làm như thế này. Mình sẽ tạo một vòng tròn như này. Và khoanh tròn màu. Đấy, dùng màu đen để nhìn cho rõ nhá. Bây giờ mình sẽ dùng thước kẻ đo nó ra. Sẽ có một chi tiết tuyệt vời cho chiếc bánh gừng của mình. Thêm một chút nữa. Đấy, thế là ông có một cái rất là tuyệt vời. Bây giờ ông sẽ dùng cái này để cắt mọi thứ. Đầu tiên là cắt cái này. Rồi cái này. Cần phải cẩn thận, cắt thật gọn. Và đừng quên cả vòng tròn nữa nhá. Cái này sẽ rất tuyệt vời đấy. Bây giờ ông sẽ bỏ cái này ra và vứt đi thôi. Bây giờ ông sẽ cho vào trong khay tất cả mọi thứ như thế này. Nào, bây giờ thì cho vào trong lò nướng nhá. Ông vẫn đủ chỗ. Như này tốt hơn rồi đấy. Tuyệt. Thôi, mình đã làm những quả bóng bột. Mọi người sẵn sàng chưa? Bây giờ mình sẽ vẽ chúng. Mình sẽ làm nhiều màu sắc khác nhau. Màu cam đầu tiên nhá. Hãy để cái này. Và tất cả những màu khác nữa chứ.
Nó cần phải nhiều màu khác nhau chứ. Ê, tại sao lại bị kẹt thế này nhở? Ôi, trời à, mình trúng ngay thẳng vào mặt rồi. Phải làm gì bây giờ? Trời à, bắn hết cả lung tung ra rồi. Ôi, con quái vật này là cái gì vậy? Ông ơi, đây là sơn thôi. Sẽ quét sạch nó đi ngay bây giờ, nhìn đây này. Ôi, Lily đó là cháu sao? Vâng, đây là cháu. Đấy, bây giờ mình có thể cho màu đỏ lên rồi. Như này tốt hơn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ làm một cái xúc xích ra như thế này nhá. Đấy, mình sẽ lăn nó ra và đặt nó cạnh như thế này. Mình sẽ có bánh gừng cầu vồng. Nó sẽ rất đẹp và rất là ngon. Bây giờ mình sẽ tạo ra một miếng bột màu nhá. Mình đang làm rất là tốt đấy chứ. Mình sẽ cần chia nó ra như thế này. Sẽ làm vài chiếc bánh quy tuyệt vời như thế này. Và thêm một cái nữa. Đấy, chúng sẽ khác nhau. Tuyệt vời lắm. Nhưng mà vẫn còn thiếu ngọc trai. Mình sẽ cho một vài cái vào. Đấy, chúng sẽ là ma thuật. Ồ, đẹp thế nhỏ. Mình sẽ đặt tất cả những cái này lên khay nướng và hâm nóng lên. Bây giờ chỉ cần cho vào trong lò nướng thôi. Đấy, thế là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đợi một chút và trang trí. Ôi, mình nghĩ bánh gừng của mình xong rồi. Mình sẽ đi kiểm tra chúng nhá. Ừ, chắc chắn rồi. Chúng đã sẵn sàng rồi. Ôi, đẹp chưa này. Và mùi thì rất là thơm. Bây giờ mình cần trang trí chúng. Mình sẽ vẽ những cái mặt rất là đáng yêu. Đấy, rất là đáng yêu đúng không? Đây là những gì mình cần. Nhưng chúng này đẹp dai quá. Bây giờ mình sẽ làm chúng tất cả khác nhau. Còn của ông cũng đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần cho cái nắp này nữa thôi. Và cái bánh này sẽ xong. Và một chút kẹo nữa cũng sẽ rất là tuyệt vời đấy chứ. Ôi, tuyệt vời. Bây giờ nó có thể bay lên rồi. Wow, mùi thơm quá. Ôi, nóng 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 nóng. Nhưng mà chắc chắn rất là đẹp rồi. Thôi được rồi, sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi. Wow, đẹp quá. Đây là những gì mình cần. Có lẽ mình sẽ bắt đầu từ chiếc em bé đáng yêu này. Nó rất là hước. Wow, giòn lắm sao. Ngon quá, thật tuyệt. Bây giờ mình sẽ thử cái này nữa nhé. Wow, nó bay được này. Và vị của nó như thế nào nhỉ? Ôi, cũng không ổn lắm. Nhưng mà cũng không sao. Còn cái này trông thật là đáng yêu. Rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và chúng đang đòi được vào miệng mình. Bây giờ thử nhá. Thử xem nào. Wow. Cũng được đấy chứ. Thôi được rồi. Mình sẽ nhắm mắt và chọn người chiến thắng. 1, 2, 3. Và cái này là chiến thắng rồi. Xin chúc mừng nhá. Mình sẽ ăn thêm một ít nữa. Yeah, mình đã được chọn mà. Biết ngay là mình sẽ thắng.